Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Được phát trên kênh youtube vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Ma Thần chương thứ 48. Cuộc họp cổ đông hồi 2. Đây là phần 2 của bộ truyện Ma Thần rồi nha. Bộ truyện vẫn đang được dịch nhưng mà với tốc độ không được nhanh cho lắm. Mong các bạn thông cảm và rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp để cho đi hết bộ chuyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Đêm hôm trước, sau khi lực lượng quân đội quốc gia đã rời đi, Chủ tịch Thiên Liêu Giang hỏi với giọng ngỡ ngàng. Cái gì? Ngài muốn tổ chức một cuộc họp cổ đông sao? Không chỉ có ông ta mà bất kỳ ai nghe tin này cũng vô cùng kinh ngạc thiên nhiêu vân chính là người đưa ra đề nghị này bởi hắn biết rằng hầu hết các tông chủ tông phái lớn sẽ được trao quyền quản lý các chi nhánh mặt khác nếu thiên lưu giang đột ngột mở cuộc triệu tập chắc chắn ông ta sẽ thu hút sự chú ý của những phe khác từ đó hắn có thể dự đoán được nước đi của bọn họ duy chỉ có lý do này cũng đủ để thiên lưu giang mở cuộc họp cổ đông sao người không làm được ư Trước câu hỏi của Thiên Như Vân Hoàn Minh Tô nhanh nhỏ lên tiếng Thưa giáo chủ Ngài đột ngột cho gọi người Của Đại Tông Phái tới Rốt cuộc là vì lý do gì Mau trả lời Các người có làm được hay không Bọn họ dường như Có thể đoán được lý do vì sao Thiên Như Vân đã tuyên bố rằng Hắn sẽ hồi sinh Thiên Ma Lệnh Vì vậy Việc hắn muốn công khai danh tính của mình Cho các quan chức cấp cao trong phái cũng là điều dễ hiểu tổ chức một cuộc họp thì không khó tuy nhiên có một vấn đề vấn đề gì chúng ta có rất nhiều gián điệp đó chính là vấn đề lớn nhất mà tập đoàn huyền thiên đang gặp phải nếu như ma giáo vẫn quy về một mối như xưa thì chuyện chớ chêu này sẽ chẳng tồn tại hiện giờ hai phe phái vẫn tranh chấp gay gắt với nhau nên vấn đề thông tin và dữ liệu là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Mặc dù vậy, không bên nào phải chịu trách nhiệm. Bởi suy cho cùng, tất cả đều thuộc Ma giáo, đều là thành viên của Thiên Ma lệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác. Chúng tôi đã ủng hộ Chủ tịch Thiên Lưu Giang từ rất lâu rồi. Chính vì vậy, Chủ tịch cũng tin tưởng, Mới quan trước bọn tôi. Nếu với những tông phái khác, ta vẫn còn nhiều bất cập. Sau khi tập đoàn Hắc Thiên bị phá sản Việc chia bè kết cánh Đã khiến niềm tin của các giáo đồ với nhau Ngày càng thuyên giảm Để có thể thật sự tin tưởng một ai đó Bọn họ phải tiến hành điều tra lai lịch người đó Một cách hết sức cẩn mật Thế nhưng Một giáo phái với hàng nghìn giáo đồ Việc điều tra lai lịch từ người như vậy Không hề dễ dàng Ý của tôi Không phải tất cả mọi người đều đáng nghi Tuy nhiên Tập đoàn chúng tôi không kiểm soát được tất cả gián điệp của những phe khác cài vào đây. Đó cũng là một phần lý do vì sao Thiên Lưu Giang luôn trực tiếp gửi điện thông báo họp cho từng người. Giáo chủ, tôi e rằng cuộc họp này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi tới tai phe còn lại. Nghe Thiên Lưu Giang nói vậy, Thiên Ni Vân chỉ lắc đầu. Điều này khiến Lưu Giang vô cùng bất ngờ. Có chuyện gì sao, thưa giáo chủ? Ta không ngờ rằng Sau 20 năm Các người vẫn không thể đưa ma giáo về một mối Cái gì cơ ạ à? Người có biết câu Đánh rắn động cỏ không Đám người bọn chúng Sinh ra chỉ đi hóng chuyện Chết đi cũng chỉ làm kẻ đứng nhìn Là người đứng đầu Hay đường hoàng đứng thẳng Đừng để ta phải chấn chỉnh lại thái độ của người Thiên Lưu Giang xấu hổ vô cùng Khi nghe những lời này của Thiên Điêu Vân Hết lần này đến lần khác Ông ta chỉ khiến Thiên Di Vân càng thêm thất vọng Về hậu duệ của mình Vậy thì chúng ta Nên làm gì bây giờ Ngừng than vãn Và mau tổ chức cuộc họp đi Thiên Điều Vân đành thép nói Trở lại phòng họp Toàn bộ thành phần cổ đông tham dự cuộc họp Đứng hình nhìn thanh thiên ma kiếm Thánh vật đã mất tích Từ hơn một ngàn năm về trước Đây thật sự là thiên ba kiếm sao đích thị là thiên ba kiếm đấy nhưng tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn dần lâm khang không thể ngờ rằng mọi người lại tỏ ra hào hứng đến như vậy không thể nào thiên ba kiếm nằm trong tay ngài ấy kiêm bà mới chỉ bốn ngày trước tận mắt hắn đã chứng kiến thành thiên ba kiếm trong đoạn phim hắn thậm chí còn uống rượu ăn mừng với mọi người trong tông phái còn tự hào nói rằng tân thiên ma đã xuất hiện Vậy thì Thứ trước mặt hắn đây Rốt cuộc là thứ gì Lâm Khang muốn lên tiếng nói rằng Thanh kiếm kia là giả Nhưng nguồn năng lượng phát ra từ đó Quả thực rất kỳ lạ Và lại rất có khả năng Hắn bị nghi ngờ là nội gián Nếu hắn động thủ Chuyện quái gì đang diễn ra vậy Đúng lúc đó Một giám đốc chi nhánh quỳ dạp xuống sàn sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ mắt người nọ đỏ ngầu khi nhìn thấy sự hiện diện của thanh bảo kiếm thiên ma giáo chủ thiên ma chỉ nghe qua hai chữ thiên ma ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía thiên điêu vân rõ ràng rằng thanh kiếm được hợp thành từ vòng tay đeo trên người hắn bất kỳ ai sở hữu thiên ma kiếm đều sẽ kế vị danh hiệu thiên ma đó chính là mệnh lệnh tối cao của thiên ma di trúc được chính tay thiên ma sư tổ viết nên theo luật khi thiên ma lấy ra bảo kiếm tất cả giáo đồ đều phải quỳ gối trước thiên ma kiếm đúng lúc này lâm khang chợt chú ý tới một người đó chính là chủ tịch thiên lưu giang ông ta bỗng nhiên đứng dậy thu hút mọi ánh mắt về phía mình thiên lưu giang người sẽ thừa kế ngôi vị giáo chủ trịnh trọng quỳ gối trước thiên điêu vân Ông ta cúi đầu và dõng ràng nói Thiên Lưu Giang Bài kiến Thiên Ma Giáo Chủ Trước khẩu lệnh của Thiên Lưu Giang Toàn bộ quan chức cấp cao Của tập đoàn Huyền Thiên Cũng quỳ xuống đồng thanh hô Bài kiến Thiên Ma Giáo Chủ Chứng kiến những thành viên Lão Thành của giáo phái Quỳ xuống như vậy Phía cổ đông không giấu nổi sự kinh ngạc Tiếp đó Thiên Lưu Giang thúc giục Còn không mau cúi chào giáo chủ Lúc này Bọn họ mới kịp hoàn hồn Và vội vã làm theo hiệu lệnh Bà kiến thiên ma giáo chủ Ánh mắt họ run run trong kinh sợ Danh hiệu thiên ma quả thực Có sức ảnh hưởng vô cùng lớn Thế nhưng giữa đoàn người Vẫn có kẻ không chịu cúi đầu trước thiên điêu vân Bắt được người rồi Thiên điêu vân đi về phía bọn họ Nhoèn miệng cười Có ba người tần ngần đứng đó Lung túng không biết phải làm gì một trong số đó chính là Lâm Khang Thành viên của phe Thiên Vũ Khanh Chuyện này Lâm Khang kinh ngạc Khi thấy không chỉ mình hắn Làm nội gián ở đây Dường như hai người kia Cũng là thành viên của phe Thiên Vũ Khanh Đáng nhẹ Ta nên cúi chào hắn mới phải chứ Bọn họ hối hận nghĩ Trong lúc đó Thiên Điều Vân ra lệnh Thiên Lưu Giang Mong giáo chủ chỉ giáo Giết tất cả những kẻ Không phải người của chúng ta Vâng thưa giáo chủ Thì Lưu Giang ngay lập tức trả lời Và truyền lệnh xuống cho các chỉ huy cấp dưới Mau làm theo lời giáo chủ đi Hoàn Minh Tô Và bảy người khác Ngay lập tức đứng dậy Cái gì Ba người họ hoảng hốt tìm cách trốn chạy Thế nhưng Họ đều không phải là mục tiêu Mà những người kia nhắm tới Giám đốc Hoàn Lướt qua Lâm Khang Và đâm thành viên cổ đông phía sau hắn Bằng con dao trong tay Một cách không thường tiếc Người kia ngay lập tức tắt thở Lâm Khang không hiểu vì sao Bọn họ không nhắm tới hắn Mẹ nó chứ Nhận ra người phe mình bị giết hại Một vài giáo đồ đã đứng dậy Và tìm cách trốn thoát Thế nhưng không ai có thể địch nổi Các đại võ sư hạ cấp của tập đoàn Huyền Thiên Khoảng cách nội lực giữa bọn họ là quá lớn Định đi đâu vậy hả Giám đốc Hàng Du Linh đâm thẳng con dao Vào đầu một người Là một đại võ sư trung cấp Tốc độ ấy có thể xanh với Sấm chớp trên trời Người nó cứng họng Nga gục xuống đất và thổ huyết Như kẻ khác cùng chung số phận với hắn ta Chỉ trong chốc lát Tất cả nội gián đều đã bị loại bỏ Căn phòng nhuộm đỏ màu máu Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này Một người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần Mái tóc hoa dâm run dày lầm bẩm Ông ta chính là Hoàng Bạch Phó giám đốc chi nhánh nội thất huyền thiên Đúng lúc này Một người tiến lại gần Hoàng Bạch nói Người cuối cùng Hoàng Minh Tô lạnh lùng Chịa mùi rào về phía Hoàng Bạch Thế vậy Hoàng Bạch không khỏi kinh ngạc Giám đốc Hoàng Chuyện này là sao Tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa Phó giám đốc Không Đặc vụ Trần Hoàng Bạch Hoa ra Trần Hoàng Bạch không phải là thành viên của thiên ban lệnh Hoàn Minh Tô của Ảo Ma Tông Sớm đã tìm được danh tính Và tung tích của các nội gián Được cử tới các chi nhánh của tập đoàn Huyền Thiên Ban đầu ông còn nhắm mắt cho qua Điều giờ ông không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được là do người kia chỉ đạo sao?" Hoàng Bạch cay xè mắt nhìn Thiên Điêu Vân. Kể từ khi tập đoàn Hắc Thiên bị giải thể, Thiên Ma lệnh luôn tìm cách tránh xa rắc rối nhất có thể. Đừng đột nhiên bọn họ lại thay đổi thái độ. Không lẽ lại có một phe mới được thành lập mà? Hoàng Bạch cắn môi nghĩ, ông nhất định phải cho toàn thế giới biết được điều này. Tuy nhiên, mạng sống lúc này của ông đang lâm nguy bị đẩy vào nước đường cùng ông vội hét lên các người đang phạm phải một lỗi lầm rất lớn lỗi lầm ư người phải chết cuối cùng là ai chứ bọn họ đều là người được hiệp hội võ lâm cử đến giết bọn họ các người đều sẽ phải chết nghe thấy vậy hoàng minh tô sa sầm mặt mũi đây chính là điều mà ông lo lắng nhất ông chỉ làm việc này vì đây là mệnh lệnh của thiên ba nhưng bản thân ông vẫn biết rằng hành động của mình sẽ gây nên mâu thuẫn lớn với hiệp hội võ lâm. Bọn họ dại dột rồi. Lâm Khang tặc lưỡi nghĩ thầm. Ngay cả phe của Thiên Vũ Khanh cũng hạn chế tối đa việc đối đầu với những thế lực bên ngoài để tránh gây thiệt hại cho phe của mình. Đúng lúc đó, cơ thể Trấn Hoàng Bạch bị nhấc bỏng lên không trung và được đưa lại gần Thiên Điêu Vân. Ông ta tìm cách vận nội lực phản kháng để cuối cùng chỉ thu lại sự bất lực Nguồn năng lượng Gì thế này Hoàng Bạch không còn điều khiển được cơ thể mình nữa Ông điều thể Không còn là chính mình Thiên Như Vân chợt hỏi Khiêu chiến sao Mặc dù cơ thể vẫn còn run lên vì sợ Hoàng Bạch rõ ràng <laughs> Anh nghĩ rằng Thiên ma lệnh suy yếu Bởi lục đục nội bộ này Có thể chống lại được hiệp hội võ lâm sao Lời của Hoàng Bạch không sai Hiện tại thiên ma lệnh chẳng khác nào Mục tiêu của các võ sư Và hiệp hội võ lâm Tuy nhiên phản ứng của thiên niên vân Là khiến cho ai nấy đều bất ngờ Xem ra người chưa nắm được vấn đề Cái gì Thiên niên vân nói rồi siết chặt cổ Hoàng Bạch Ngón tay hắn đâm xuyên qua da thịt của người kia Sao phái không thể chống lại được võ lâm sao Đực cười Toàn bộ võ lâm sẽ phải chống lại ta đấy Trấn Hoàng Bạch không thể tin được Và những gì hắn vừa chứng kiến Người này rốt cuộc là ai Ông ta còn chưa kịp nghĩ thông Thiên Điều Vân đã siết chặt tay Khiến đầu ông ta nát vụn Xong xuôi Thiên Điều Vân bình thản lao vết máu Dính trên cánh tay Và nói với Lâm Khang Cùng hai người còn lại Đang đứng chân chân nhìn mình Giặc ngoài đã diệt giờ tới giặc trong. Hết trường 48. Chương 49. Cuộc họp cổ đông. Lâm Khang, người thuộc phe Thiên Vũ Khanh, đồng thời là giám đốc điều hành chi nhánh của Huyền Thiên, với ánh mắt tràn đầy sự run sợ. Máu từ tay Thiên Điệp Vân vẫn tiếp tục chảy xuống, thật tàn nhẫn biết bao. Giờ đây, bọn họ đều đang phải đối mặt với tử thần nỗi sợ bao trùm lấy toàn bộ không gian trong phòng vậy là hắn vẫn lao lên tấn công mặc dù biết hậu quả của hành động dại dột này sao lâm khang nghĩ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người bên phía thiên lưu giang lại dám thủ tiêu toàn bộ gián điệp do võ lâm cài vào đúng vậy bọn họ giết sạch không còn một ai mây chỉ nghĩ đến thôi đã khiến sông lưng hắn lạnh toát hắn nhìn thanh thiên ba kiếm đang được đặt ở trên bàn rồi chớp mắt mày điên rồi lâm khang đó chỉ là đồ giả đồ giả mà thôi hắn tự chấn an bản thân thế nhưng không hiểu vì sao một phần trong hắn lại muốn khẳng định đây chính là thanh kiếm thật tâm trí hắn dối như tơ vò từng suy nghĩ cứ chất chồng lên nhau khiến hắn cảm thấy hoang mang tột độ tuy nhiên hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy Hoàng Thiên Du Phó giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Huyền Thiên Đồng thời là người dưới trướng của Thiên Vũ Khanh Không ngừng buông tiếng cầu nhau. Thanh Thiên Ma thật sự Đang nằm trong tay giám đốc điều hành Thiên Vũ Khanh Hà là như kẻ này đã lợi dụng điều này Sau khi ngài ấy công bố đoạn phim Chắc chắn bọn chúng đang muốn giờ trò gì đó Thanh Thiên Ma kiếm này không thể là hàng thật được Giờ trên tình hình hiện tại Hắn cũng nhận ra rằng sự thật đã bị phơi bày Hắn không cần phải che giấu điều gì nữa Hoàng Thiên Du tiếp tục nói Các thành phần cổ đông Không Các giáo đồ của thiên ma lệnh Mong các vị hãy Hắn ta chưa kịp dứt lời Thì thiên niên vân đã bất ngờ tiến lại Và tôm lấy cổ ao hắn Sao sao anh dám Hoàng Thiên Du Điến sang hai người bên cạnh mình ra hiểu cho bọn họ tiếp lời hắn Tuy nhiên Thiên Niệm Vân đã kịp cướp lời Ý người là tên Thiên Vũ Khanh Người mà ngươi cho rằng Đang sở hữu thiên ma kiếm trong tay Và hắn sẽ trở thành thiên ma giáo chủ Đời tiếp theo sao Đôi mặt của bà đặc vụ trận lớn Bọn họ tưởng rằng chuyện này Sẽ được chôn vùi mãi mãi Tuy nhiên sự giả tạo này Vừa mới bị đích thân thiên Niệm vân vạch trần toàn bộ Thành thiên ma của mày Chắc chắn là đồ giả Mày đang làm cái quái gì vậy hả Hoàng Thiên Du Chăm chăm nhìn Thiên Điêu Vân Thiên Điêu Vân lạnh giọng đáp lại hắn Giờ giải thích hết Cho người thì sẽ tốn rất nhiều thời gian Cái gì Tất cả các người Hãy nhìn cho kỹ đây Tất cả mọi người Trong phòng đều mở to mắt kinh ngạc Và họ thậm chí Còn không tin vào những gì Mà mình đang thấy Bàn tay của Hoàng Thiên Du đang chuyển động và đang từ từ chạm đến mặt hắn. Cái gì thế này? Hoàng Thiên Du mặc dù đã dùng toàn bộ sức lực của mình để ngăn sự chuyển động tự do này lại, nhưng hắn không thể. Hai tay hắn vẫn tiếp tục chuyển động, càng ngày càng gần về phía mặt hắn. Sống tới từng này tuổi nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ chính đôi tay mình như thế này. Không, không được. Hắn ta hét lên trong khi tay Tiếp tục đưa lên hốc mắt Sau đó trinh tay hắn Đã mọc đôi mắt ấy ra Mau theo hai hốc mắt túa ra đầm đìa Đây Đây là thiên ma năng lượng Giám đốc Hàng Du Linh Người đứng đầu âm ba tông vội ngoảnh mặt Thân là một binh sĩ Bà ta cũng chứng kiến rất nhiều sự đổ máu Nhưng bà cũng không thể tiếp tục Chứng kiến cảnh tượng man dợ này Thêm một giây phút nào nữa đó chính xác là thiên ma năng lượng Nguồn năng lượng thuần túy của ma khí Nếu một người không học cách kiểm soát ma khí của mình Thì họ sẽ không bao giờ có thể kháng cử lại Sự chế ngự tâm trí của thiên ma năng lượng Mặt của tôi, mắt của tôi Hoàng Thiên Du giờ đây đã trở thành kẻ mù Hắn vẫn tiếp tục hét lên Các cổ đông ngẳng đầu sợ hãi Nhìn về phía Thiên Điêu Vân thăm dò Không đời nào hoàng thiên du hắn ta tự móc mắt của mình sao tất cả bọn họ đều cúi đầu sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của thiên ban năng lượng sức mạnh đó Át hẳn phải ngang hàng với giáo chủ mặc dù bọn họ không làm gì sai nếu cũng không khỏi dùng mình thiên nhiêu vân thì thầm điều gì đó cho hoàng thiên du như thể chỉ muốn một mình người kia nghe được bây giờ ngươi nghĩ lại rồi chứ Rằng ai mới là thiên ma giáo chủ thật sự Hoàng Thiên Du dùng mình Mặc dù không thể nhìn thấy Nhưng khoảnh khắc nghe thấy những lời đó Hắn cảm thấy sông lưng mình lạnh toát Không Làm ơn Xin hãy tha cho tôi Hắn chắp tay cầu xin dối rít Thiên Điều Vân đẩy Hoàng Thiên Du sang một bên Và sau đó Nhìn Lâm Khang cùng một người đàn ông khác Cùng đang đứng gần đó sau khi tận mắt chứng kiến hoàng thiên du bên phe mình tự tay móc mắt bọn họ không khỏi khiếp sợ tuy vậy hai người bọn họ vẫn phải tiếp tục bước tiếp chúng ta nên làm gì đây họ chưa bao giờ tưởng tượng một điều kinh khủng khiếp như vậy sẽ xảy ra vậy là kế hoạch gây bầu thuẫn trong nội bộ bên phía thiên lưu giang đã hoàn toàn thất bại tất cả những gì bọn họ có thể làm bây giờ chỉ có hai điều đó là một mực khẳng định thanh thiên ma mà thiên vô khanh đang giữ là đồ thật và ông ta chính là thiên ma giáo chủ về này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ đối mặt với cái chết hoặc tin rằng thiên điêu vân mới chính là thiên ma giáo chủ cả người cũng tin rằng ta không phải là thiên ma giáo chủ sao thiên điêu vân hỏi hai người bọn họ lâm khang cố gắng mở miệng nói gì đó thế nhưng chính hắn cũng không thể tin được nhưng lời mình nói ra sau đó Cùng đầu có bằng chứng gì Chứng minh người chính là thiên ma giáo chủ chứ Bằng chứng sao Thiên địa Vân khen những lông mày Tỏ ý giễu cật Khi nghe hai chữ bằng chứng Các cổ đông khác cũng bối rối không kém Trình giám đốc điều hành thiên vũ khanh Mới là thiên ma giáo chủ Đừng có chia thanh kiếm giả vờ đó Để uy hiếp bọn tôi Sao các người dám Nghe bọn họ nói vậy Thì Liêu Giang hét lên với giọng đầy giận dữ Ông ta hoàn toàn bị Thiên Như Vân thu phục Chính vì vậy Khi nghe Lâm Khang nói thanh kiếm đó là giả Ông ta đã mất bình tĩnh Giáo chủ Tất cả cổ đông ở đây làm chứng Thiên Ba Kiếm vốn là một vật thiêng liêng của giáo phái Nhưng Ma thần Còn có một thanh kiếm khác Đó là Bạch Long Đao Thiên Vũ Khanh đã tìm thấy phần còn lại của ma thần đã biến mất từ một nghìn năm trước Tất cả các người cũng biết điều này là gì Đúng chứ Thiên vô khanh Ngài ấy có hai thành kiếm Ngài ấy chính là thiên ba giáo chủ Mà thần muốn ngài ấy Hợp nhất giáo phái Và ma má... Lâm Khang còn trước kịp nói hết lời Hàng du linh đã bật cười Và không chỉ có bà ta các giám đốc điều hành cấp cao khác Không đều phản ứng tương tự Bảo Nguyên Một tên điệp viên khác Cảm thấy bọn họ vừa bị chế nhạo liền lên tiếng sao các người dám cười nhạo tâm huyết của ma thần tâm huyết của ma thần sao <laughs> hằng du linh thậm chí còn cười lớn hơn bà ta tiến lại gần phía bảo nguyên rồi tung một cú nhắm vào chân của hắn khiến cho hắn phải khịu ngã xuống bỗng có thứ gì đó sượt qua mặt hắn hằng du linh tung lấy tóc bảo nguyên thiên ba giáo chủ xin ngài cho phép tôi chặt đầu kẻ tội đồ dám dùng danh hiệu của ngài một cách vô lễ như vậy nghe bà ta nói vậy bảo nguyên liền thê run sợ này bà cô bà đang nói cái quái gì vậy hắn ta uh, có cái thá gì để đúng lúc đó thì nhiều vần giơ tay lên trần nhà chỉ sau vài giây một thứ gì đó lao thẳng từ trên không trung xuống để lộ một lỗ hỏng lớn từ trên tầng một thanh kiếm trắng muốt khi thiên địa vân rút bao kiếm ra, thanh kiếm trắng tinh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ thanh kiếm. nguồn năng lượng này giống hệt thứ được lây ra từ sừng của hắc long xà. đó là bạch long đao sao? là bạch long đao? các cổ đồng không giấu được sự ngạc nhiên của mình. cả hai thanh kiếm của ma thần đang hiện ra ở ngay trước mặt bọn họ. một trong số đó chính là thanh bạch long đao bảo nguyên ngơ ngác nhìn thanh kiếm Cái quái gì thế này chuyện này là sao hắn ta bối rối khi được tận mắt chứng kiến bạch long đao trong truyền thuyết thật được cười người nói hắn thừa kế thiên ma di trúc của ta sao nghe thiên nhiều vân nói vậy các cổ đông ở đó đều không giấu nổi vẻ mặt hoang mang khó hiểu của mình thiên nhiêu vân lắc đầu đưa tay về phía thiên ma kiếm được đặt ở trên bàn Thành thiên ma bay lơ lửng giữa không trung rồi đột ngột rơi xuống ngay trước mặt bảo nguyên thiên Di vân ra lệnh cầm lên cầm thanh kiếm này sao ý anh là hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cánh tay hắn đã bị một lực lạ điều khiển tiến về phía thanh kiếm ngay lập tức bàn tay hắn đã nắm chặt thanh kiếm lúc này hắn mới thật sự hiểu được nỗi đau của hoàng thiên du nhưng đường gần trên mô bàn tay bảo nguyên bắt đầu nổi lên rồi dần chuyển từ màu xanh sang đen có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra kỳ quái gì thế này bảo nguyên lo sợ Trước nguồn năng lượng lạ đang được truyền vào tay mình sức mạnh đó quá khủng khiếp vượt xa sức chịu đựng của cơ thể hắn hắn cố gắng chặn nguồn sức mạnh đó lại không cho cơ thể mình tiếp nhận thêm tuy nhiên bất kể hắn có làm gì đi chăng nữa nguồn năng lượng ấy vẫn tiếp tục chảy tràn vào trong cơ thể hắn Hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung Bảo Nguyên dùng mình Chuyện này rốt cuộc Nguồn năng lượng này là sao Bảo Nguyên mở to hai mắt Càng chống cự Bảo Nguyên lại càng cảm nhận được năng lượng ấy rõ ràng hơn Sức mạnh này Như một màn đêm tăm tối vô tận Như một con quỷ giữ hung hăng Đang chiếm đoạt lấy tâm hồn hắn Đây là ma khí sao Không Cái này giống với Chính vào lúc đó hắc lòng xà hiện ra trước mặt Bảo Nguyên Và trầu trực nuốt chừng hắn Bảo Nguyên hét lên Người ngoài nhìn vào Không hiểu vì sao Bảo Nguyên lại gào thét như vậy Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với Bảo Nguyên sao? Bọn họ không thể hiểu tại sao Cả người Bảo Nguyên lại nem nhuốc Bị thứ chất lòng gì đó bao trùm lấy khắp người Giờ như đó là hắc huyết Bảo Nguyên lúc này đã chấn tĩnh hơn Hắn chỉ còn lầm bầm điều gì đó trong miệng là hắc long sa. Các mạch máu của bảo nguyên vỡ ra, hàng du linh thả tóc hắn ra. Bảo nguyên ngay lập tức ngã gục xuống sàn. Thiên Điệp vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn về phía lâm khang. người nghĩ thiên ma kiếm là thứ mà ai cũng có thể sở hữu sao? Anh anh đã làm gì hắn? Không ai có thể sở hữu thiên ma kiếm, nếu không thuần phục được thiên man năng lượng. Ngài Thầy thiên điệp vân nhắc đến thiên ma năng lượng Hai mắt lâm khang run lên Trong thiên ma di trúc Có một truyền thuyết về thiên ma năng lượng Rằng nguồn năng lượng đó Đã biến mất cùng với thiên ma đời thứ hai Không ai có thể sở hữu ma khí Khi không kiểm soát thiên ma năng lượng Điều này từ trước đến giờ Luôn được coi là truyền thuyết Không ai rõ thực hư ra sao Bởi sau sự biến mất của thiên điệp vân Nhị thập tứ giáo chủ của ma giáo không một ai thừa hưởng được thiên ma năng lượng không thể nào thiên ma năng lượng nhị thế thiên ma đã biến mất cùng với nó quỳ xuống đầu gối của lâm khang chạm đất hắn ta cố chống lại nhưng không được đôi mắt hắn ru lên vì sợ hãi hắn ta cũng bắt đầu lẩm bẩm gì đó Thì thiên ma năng lượng sức mạnh này chỉ có thể là thiên ma năng lượng lâm khang không thể phủ nhận điều đó Vậy người này là à? Thiên Như Vân tiến lại gần và hỏi hắn Ta là ai Lâm Khang lập tức Cúi gục đầu xuống rồi hét lên Lâm Khang Giáo đồ hèn mọn của thiên ma lệnh Xin được diện kiến ngài Nhị thập tứ giáo chủ Nhị thế thiên ma Ma thần Bên trong một văn phòng bí mật Một người đàn ông với mái tóc xoăn Đeo kính đang vội vàng vào phòng và gấp rút rút ra một tờ báo cáo. Thiên ma giáo chủ, ngài hãy xem cái này. Người vừa được gọi là thiên ba giáo chủ đó không phải là thiên điêu vân. Ông là thiên vũ khanh, tuổi đã chạc 50, đang khoác trên mình bộ vest màu ghi sang trọng. Người đàn ông tóc xoăn đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, hắn nhấn vào nút phát đoạn phim vừa được mở ra. Sau khi xem xong, thiên vũ khanh hỏi. Đoạn phim này đã được đăng tải chưa Thứ mà ông ta đang đề cập tới Chính là trang web đặc biệt Mà người của phe ông chuyên dùng Không giống như các phe phái khác Bọn họ không phải là một công ty Mà là một tổ chức Trang web này chính là cách báo cáo Và giao tiếp đặc biệt của bọn họ Có một phim Mới được tải lên trên trang web Và lượt xem không ngừng tăng lên Ngài hãy xem cái này đi Người đàn ông tóc xoan lại tiếp tục phát một đoạn phim khác được lấy từ một camera giám sát. Thoạt đầu, Thiền Vũ Khánh có vẻ không quan tâm. Nên sau khi xem kỹ nội dung, sang mặt ông ta từ cứng đờ chuyển sang tái mét. Trong nửa sau của đoạn phim, Lâm Khang, một gián điệp do ông ta cài vào để thăm dò tình hình bên phía huyền thiên, đang cúi dạp đầu xuống đất. Lâm Khang, giáo đồ hèn mọn của thiên ma lệnh, xin được diện kiến ngài, nhị thập tứ giáo chủ, nghị thế thiên ma ma thần khi lâm khang làm điều đó các cổ đông khác cũng lần lượt cúi đầu theo mặt thiên vũ khanh đỏ bừng ông ta không còn xem hết đoạn phim đã lập tức ra lệnh tất cả các người đang làm cái quái gì vậy còn không mau gỡ nó xuống đi mau lên đoạn phim này phải được xóa trước khi có nhiều người xem hơn đúng lúc này đoạn phim chuyển tới cảnh được ghi lại bằng điện thoại trong đoạn phim thiên vân đã nhìn thẳng về phía trước Người không phải là thiên ma giáo chủ Thiên Vũ Khanh Khi này Đoạn phim này được đặc biệt ghi lại Dành cho Thiên Vũ Khanh Người là người kế thừa Thiên ma di trúc của ta sao Nghe cũng thật biết đùa Người sẽ phải hối hận Vì sự ngu ngốc của mình Vì đã lừa dối các giáo đồ của giáo phái Bằng những lời phi lý đó Tội tự xưng là thiên ma giáo chủ cũng đã đủ để khiến Phải chết ngàn lần rồi Đoạn phim kết thúc Thiền Vũ Khanh vẫn chân chối Nhìn vào màn hình tối đen Hết trường 49 Trường 50 Ảo Ma Tông Trong một căn phòng tối Có một người đang không ngừng lục lọi Ông ta đang tìm kiếm nút kích hoạt Cửa hầm bí mật được gắn trên tường Sau một hồi loay hoay Cuối cùng ông cũng tìm được vị trí của nó Ông nhấn nút Rồi bức tường trước mặt từ từ mở ra Đằng sau bức tường có một chiếc két màu đen Người đàn ông vừa thở dài Vừa nhìn chiếc két sắt đen đó Là Thiên Vũ Khanh Ông ta nhập mật mã Để mở khóa két sắt Tiền báo nhập mật khẩu thành công Két sắt mở ra Bên trong là một chiếc điện thoại di động đầy cũ Trên điện thoại kiểu gặp Loại thịnh hành khoảng vài thập kỷ trước Ngoài chức năng nghe gọi Nó không còn tác dụng nào khác sau một hồi chuông Cuộc gọi đã được kết nối Vâng xin lỗi ngài Tôi phải tăng ca Chậm chút nữa là lỡ cuộc gọi của ngài Một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại thiên vu kháng đáp lại Với một khuôn mặt vô cảm Cậu không thể giúp gì trong chuyện này Công tốt thôi Nhưng mà Việc này Ngài sử dụng số này để liên lạc thay vì số thường ngày Chứng tỏ đó có chuyện chẳng lành xảy ra rồi phải không không còn nhiều thời gian để giải thích nữa đâu. Thôi được rồi, về ngày đây muốn tôi làm gì? Tôi cần cậu tạo một máy chủ bảo mật mới để thay thế cái cũ. Máy chủ mới? Máy chủ cũ có vấn đề gì sao? Cái cũ bị hách do sơ xuất nội bộ rồi. Bị hách là sao? Địa chỉ IP của máy chủ vẫn hiển thị hoạt động theo thời gian hiện tại. Nếu có người hách được vào đây, chắc hẳn phải là một dân chuyên muốn tìm được hắn cũng vô cùng khó nhằn Ý ngài có phải vậy không người ở đầu dây bên kia nói với giọng từng trải nếu cậu lo liệu được vụ này suôn sẻ tôi sẽ trả công hậu hĩnh chà nếu ngài gấp như vậy thì cũng được thôi tuy nhiên nếu đó là vấn đề bảo mật của máy chủ mới thì thù lao ngài phải trả cho tôi cùng phải tương ứng với nó ít the... nhất cũng phải là một lõi cấp đê Thiền Vũ Khanh Cũng đã đoán trước được rằng Người kia sẽ nói như vậy Để ông ta cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên Và lại Dạo gần đây bọn họ đã chiếm dụng được một lõi Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải giải thích thêm với ngài Về khoản thù lao trả trước này Tôi cũng biết điều đó Và còn nữa Ngài còn yêu cầu gì nữa sao không phải tôi chỉ cần viết lại chương trình cho máy chủ thôi sao? Nếu không thì có khi chúng ta sẽ phải thương lượng lại với nhau về thù lao nhỉ? Phi bên kia đáp lại, nhưng Thiền Vũ Khanh vẫn rất kiên quyết. Tôi mong cậu giải quyết một người. Là thật đấy, tôi nhớ là trước đây ngài nói rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ chuyện gì khác ngoài mấy chuyện liên quan đến kỹ thuật. Chẳng phải vậy hay sao? Rốt cuộc là cậu có làm không? Hai, mục tiêu ở đâu? Thành phố Tế Nam. Chúng ta phải xử lý tên này càng sớm càng tốt. Người bên phía tôi không ai có đủ khả năng để giải quyết hắn, cho nên tôi mới phải nhờ đến cậu. Có vẻ tên này rất phiền phức đây. Thiên Vũ Khanh đăm chiêu Đi về phía xa. Người mà ông cần xử lý không chỉ phiền phức mà còn có thể là mối nguy phá hủy tất cả những gì mà ông ta đã gây dựng trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Thiên Đây cậu nói đi Chúng tôi chỉ cần thêm thông tin Về mức độ nguy hiểm Của mục tiêu để có thể định giá Cấp S Là cấp cao nhất sao Đúng vậy Hai già Lô cấp S này Bọn chúng cũng đã gây cho những khách hàng trước đây của tôi Không ít khó khăn Và nếu như mục tiêu là cấp S Thì mức giá chúng tôi đưa ra Ít nhất cũng phải lõi loại A thiên vô khanh cắn môi Ông ta bắt đầu do dự Lõi loại D Thì ông ta còn có thể lo liệu Nhưng loại A thì dường như hơi quá sức Lõi loại A rất khó thu phục Kể cả có chấp nhận hy sinh Thì cũng chưa chắc có thể có được nó Vậy chính xác Thì ngài muốn tôi xử lý hắn như thế nào Khốn nạn thiên vô khanh thầm chửi rủa. Nhưng ông ta biết rằng Cây giá này là hoàn toàn xứng đáng Tôi sẽ chuyển cho cậu thủ lão ngay bây giờ Được Đúng là khách quen có khác nhỉ ta phong nhanh nhẹn thật đấy Tôi biết là ngài có lõi loại A à thuần khiết Nhưng chuyển nhanh như vậy Thì cũng đáng kinh thật đấy Tôi sẽ chuyển cho cậu đầy đủ Cậu có thể bắt đầu ngay không Không vấn đề gì Thực ra thì Cảnh báo về cổng không gian ở thành phố Tây Nam Đã được thông qua Vì thế tôi cũng đang lên kế hoạch Tiến hành một cuộc thí nghiệm để bảo vệ lõi năng lượng cổng không gian thí nghiệm ừ đại loại vậy dù sao giá của cuộc giao dịch lần này cũng là lõi năng lượng loại a nên chúng tôi sẽ cố hết sức để cho ngài có thể trải nghiệm một dịch vụ tuyệt vời gói dành riêng cho khách vip còn về phần máy chủ ngài yên tâm sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu được rồi tôi đợi tin tốt từ cậu <laughs> sớm thôi và ngài đừng quên gửi thông tin về mục tiêu cho tôi đấy Tạm biệt Cuộc điện thoại bị ngắt kết nối Thiên Vũ Khanh dựa vào tường một lúc lâu Sau đó mới rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra Ông ta định dùng thuốc lá để trấn an bản thân Nhưng cho đến khi châm lửa Bàn tay ông vẫn không ngừng run dậy Làm thế nào mình lại thành ra nông nỗi này cơ chứ Chết tiệt Lại bị một tên ất ơ ở đâu nắm thóp ngày hôm sau bên trong văn phòng của trụ sở chính tập đoàn huyền thiên ở thành phố tế nam chủ tịch thiên lưu giang vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật người ông ta vẫn còn đang bó bột dù vậy cũng không giấu được nét hào hứng của ông ta ông ta quay sang thiên như vân nói tuy mới chỉ qua một ngày nhưng hiệu quả đã rất rõ rệt lý do đằng sau sự phân khích ấy của thiên lưu giang chính là đoàn phim được lâm khang đăng tải từ camera giám sát vào máy chủ trên chiếc máy tính bảng đặt trên bàn làm việc hình ảnh các thành viên phe thiên vũ khanh mà bọn họ từng tiếp xúc đều đã được đánh dấu chỉ trong một ngày chúng ta đã gặp mặt được 33 tộc khác trong phái tám trong số đó là những tộc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giáo phái có vẻ như chúng ta đã có một khởi đầu khá thuận lợi phải vậy không giáo chủ sự có mặt của thiên điêu vân đã giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Di Vân đã trực tiếp tiết lộ thân phận của mình thông qua đoạn phim và điều này đã gây lên không ít sự hoang mang cũng như mâu thuẫn nội bộ ở bên phía Thiên Vũ Khanh. Đoạn phim này có sức ảnh hưởng kinh khủng khiếp, Dù mới chỉ được đăng lên trên trang web 17 giờ đồng hồ. Tuy vậy, nhưng Thiên Di Vân vẫn chưa hài lòng với con số này. Vẫn chưa đủ. Theo những gì hắn ta được nghe, thì số lượng gia tộc tồn tại ở khoảng thời đại này Đã lên đến khoảng 700 tộc Bên phía hắn mới gia nhập thêm 33 tộc Trong khi bên phía Thiên Vũ Khanh Còn số này đã lên đến 146 Tức là những người theo phe của hắn Còn chưa đến 1 phần 3 Tuy nhiên với đà này Sẽ không mất nhiều thời gian Để phép của chúng ta Giành được ưu thế Thiên Lưu Giang Đã nhìn nhận nó một cách tích cực tôi thật sự không nghĩ được Sự có mặt của ngài Lại gây được tiếng vang lớn tới vậy Thế này thì phe mình Sẽ có sức ảnh hưởng lắm đây Thì Liêu Giang khâu giấu được vẻ vui mừng Phân khích khi cùng một lúc Đã lôi kéo được 33 tàu khác Về phe mình Bỗng nhiên Thiên Điều Vân quay sang phía ông ta hỏi Với chất giọng trầm Và vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình Hắn được kéo bầu không khí Xung quanh xuống âm độ Phe của ngươi dạ ồ có vẻ như ngươi đang nhầm lẫn điều gì đó người nghĩ ta làm tất cả những chuyện này chỉ để kéo chút tiếng thơm về cho phe của ngươi sao ờ, giáo chủ thì liêu giang không thể giấu được vẻ mặt xấu hổ khi nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy ờ, cái này để ta nói cho ngươi hiểu nhé sẽ không có bất cứ bè phái hay mâu thuẫn nào tồn tại trong giáo phái Cô mà cho thứ này vào trong đầu của ngươi đi à, Dạ tôi thành thật xin lỗi Vì nhận xét dại dột của mình Thì Lưu Giang đáp lại Với giọng lo lắng trước lời cảnh báo của Thiên Điêu Vân Ông nhận thấy không sớm thì muộn Thì ông ta cũng sẽ bị trụy tim mà chết Một một giờ phút Ông ta đều thấp thỏm lo lắng Làm thế nào để Thiên Điêu Vân không nổi giận Ngươi, tạm thời bây giờ Hãy ngừng làm việc với Võ Lâm và tập trung vào việc quản lý Và mở rộng công ty đi à, Chuyện này Có làm được không à, Vâng thưa giáo chủ Thì Liêu Giang không còn lựa chọn nào khác Tuy ra thì chuyện này Không nhưng không khó khăn Mà còn có lợi cho ông Nếu như bây giờ không giao dụ Với đám người bên võ lâm nữa Thì cũng có nghĩa là Thiên Như Vân sẽ không thể gây sức ép lên phía công ty Hàn ta sẽ không còn bất cứ quyền hành gì Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền của ông ta sẽ không bị thất thoát. Thiên Địa Vân đang lên kế hoạch chia quyền quản lý hiện tại của Huyền Thiên thành hai nhóm chính. Một nhóm sẽ chuyên tâm vào quản lý điều hành tập đoàn. Nhóm này sẽ do Thiên Lưu Giang dẫn dắt và nhóm còn lại sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến võ lâm và hắn sẽ trực tiếp chỉ huy. Hắn nghĩ rằng để Thiên Lưu Giang quản lý Huyền Thiên là hợp lý nhất vì ông ta có thể cung cấp cho hắn những thông tin cần thiết về thế giới hiện đại này một cách rõ ràng và chi tiết. Hoàn Minh Tô Vâng thưa giáo chủ, Hoàn Minh Tô đang đứng một bên quan sát bông hồ lên khi nghe thấy Thiên Điều Vân gọi mình. Thiên Điều Vân đưa cho ông ta thứ gì đó. Đó là một chiếc USB mà Thiên Điều Vân hỏi ngày hôm qua. Có 320 địa điểm tất cả. Cái này, các vị trí mà máy chủ của Thiên Vũ Khanh Đang hoạt động Hả à, làm thế nào mà ngại lại có Hoàn Minh Tô Không thể giúp được sự ngạc nhiên Trên khuôn mặt của mình Ông ta cũng đã triển khai Với đám cấp dưới của mình Về việc dò tìm IP máy chủ Bên phía Thiên Vũ Khanh Đám bọn họ cũng đã miệt mài mấy đêm Đều vẫn không có tiến triển IP máy chủ bên phía Thiên Vũ Khanh Không ngừng thay đổi vị trí hoạt động Chính vì vậy nên bọn họ không thể nào dò được vị trí cụ thể. Hơn nữa, chưa đầy 30 phút sau khi đoàn phim được tải lên, toàn bộ máy chủ đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Đội của ông ta gần như đã bỏ cuộc, vậy mà vào giây phút tuyệt vọng nhất, Thiên Như Vân đã đưa cho ông ta USB chứa toàn bộ vị trí máy chủ bên Thiên Vũ Khanh. Điều này với ông Tam bà nói như một phép màu vậy. Giáo chủ có thể xâm nhập vào hệ điều hành máy chủ sao? Hoàn Minh Tô không tài nào tin được. Tân Niên Nano là người đã làm điều đó. Nano có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ điều hành của máy chủ, nhưng vì có 320 máy tính đang chạy nên không thể tìm ra địa điểm thực sự. Ta sẽ cho người một tuần, hãy tìm hiểu xem tên thiên vũ khanh đó đang trốn ở xó nào. Vâng thưa giáo chủ. Hàng Du Linh. Vâng thưa giáo chủ. Như thế chỉ chờ giờ phút này Hàng Du Linh ngay lập tức trả lời Thiên Như Vân Phong trào của Hiệp hội Võ Lâm ở Tây Nam Tiến triển như thế nào rồi Đồng như ngài yêu cầu Tôi đã đánh dấu tất cả các gia tộc Thuộc Hiệp hội Võ Lâm ở thành phố Tế Nam Không có bất cứ động tính nào Từ gia các tộc Và Hoàng Bảo Tông Có vẻ như bọn họ Vẫn chưa tìm ra Nếu có bất kỳ phong trào nào Để tổ chức các cuộc họp hoặc triệu tập các thành viên của Võ Lâm tham gia thì hay hành động ngay lập tức. Vâng, thưa Giáo chủ, Hàng Du Linh khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười mang đậm ý vui vẻ. Thiên Điều Vân đã hạ lệnh rằng phải ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Suốt thời gian qua, bên phía Thiên Lưu Giang vẫn luôn tránh mọi xích mích với hiệp hội Võ Lâm. Vì vậy, khi Thiên Ni Vân hạ lệnh này, bà ta rất mừng. Lục đào thì sao Thì điệp vân Còn có những mối quan tâm lớn hơn Mặc dù không có ai trong số các điệp viên Là người của lục đào Nhưng hắn không hề có ý định Coi họ đơn thuần là hậu duệ của kẻ thù lâu năm Tôi đã định báo cáo điều đó Nhưng đêm qua Người bên ta đã phát hiện Có vài tên Là người của lục đào Đang tìm kiếm trong công viên Hoàng Tống Đang tìm kiếm sao Đúng vậy Tôi không biết bọn chúng muốn tìm gì Nhưng bọn chúng như đã lục tung cả công viên Hoàng Tống lên Đến tận 2 giờ sáng Chúng mới rút lui Hàng du linh có vẻ khó chịu Về việc không thể tìm hiểu sâu hơn Về chuyện này Thiên Lưu Giang thẫn thờ và ảm đạm hẳn đi Kể từ khi Thiên Điều Vân ra lệnh Tránh tiếp xúc với đám người bên Võ Lâm Bóng Giọng Thiên Liêu Vân vang lên bên tay Kéo ông ta về với hiện tại Thiên Lưu Giang Vâng có phải ngươi nói rằng Không chỉ có lực lượng vệ binh quốc gia Mà các công chức cao cấp Trực thuộc tại tòa thị chính Thành phố Tế Nam Tất cả bọn họ đều bị người nắm thóp đúng không Đúng vậy thưa ngài Để có được chỗ đứng vững chắc Trong thành phố Tế Nam này Thì Liêu Giang đã xây dựng Một mối quan hệ vững chắc Với lực lượng vệ binh quốc gia Cùng như những người có quyền uy Trong tòa thị chính Mối quan hệ ấy vẫn luôn được duy trì thông qua nhưng bởi xa giao của giới thượng lưu Giờ ta cần ngơi Tạo ra một ngoại lệ Để đổi lấy một đặc ân À ngoại lệ sao Đúng Vô hiệu hóa tất cả camera giám sát Trong công viên Và mọi thứ xung quanh đó Trong vòng 48 giờ tới Vâng thưa giáo chủ Khuôn mặt của thiên lưu giang dạng dỡ hẳn lên Khi nhận lệnh từ thiên liêu vân Ông ta Vân luôn lo lắng rằng mình đã hoàn toàn bị loại ra khỏi Những vấn đề liên quan đến võ lâm Để hòa ra không phải vậy Các giám đốc điều hành Đều không khỏi bất ngờ Khi chứng kiến tốc độ xử lý mọi chuyện của Thiên Niêu Vân Mọi thứ diễn ra qua nhanh chóng Họ không tiết lộ điều đó Vì họ sợ rằng Thiên Lưu Giang Sẽ nổi cơn thịnh nộ Để quả thực tác phong xử lý mọi vấn đề Của Thiên Niêu Vân quá chuyên nghiệp Hắn ta giải quyết đâu ra đấy Tất cả mọi vấn đề Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lần cuối cùng chúng ta có một cuộc họp xuân sẻ như vậy là từ khi nào nhỉ khủng khiếp thật đấy ngài ấy chính là người đã vực dậy giáo phái trong quá khứ và bây giờ ở thời đại chúng ta ngài ấy lại làm điều đó một lần nữa họ cho rằng võ công của thiên như vân là vô địch nhưng khả năng lãnh đạo của hắn cũng rất đáng kinh ngạc tất cả bọn họ đều ngầm hiểu rằng thiên như vân muốn ám chỉ điều gì khi nói rằng chủ tịch của bọn họ không có phẩm chất cũng như phong thái của một kẻ đứng đầu bỗng có tiếng gõ cửa người bước vào là tổng giám đốc tập đoàn huyền thiên phi mạc hiền các giám đốc điều hành cấp cao đã rất bất ngờ về sự xuất hiện của phi mạc hiền vì theo như mệnh lệnh thì hắn đã bị trục xuất và không được phép có mặt ở đây phi mạc hiền hiên ngang bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng ông ta tiến đến chỗ thiên như vân cúi đầu báo cáo Theo lệnh Chúng tôi đã hoàn thành việc tuyển thành viên Cho phó chủ tịch Chúng tôi đã chọn ra 50 người yêu tố Đáp ứng mọi yêu cầu Đề ra của ngài những người còn lại trong phòng Bắt đầu lắc đầu lia lia Tất cả bọn họ đều cảm thấy chán nản Khi nghe tin này Bọn họ thậm chí còn không chắc từ khi nào Mà phòng phim bạc hiện Phụ trách có quyền tuyển dụng nhân viên mới Thường thì số lượng người vượt qua được vòng phỏng vấn không vượt quá 10 nếu số lượng người được thông qua lớn hơn con số đó thì chắc chắn đã có vấn đề có chuyện gì đó sắp xảy ra tôi không biết ngài sẽ đánh giá bọn họ như thế nào nếu những người được chọn sẽ coi đó là một vinh dự vinh dự cao nhất mà một giáo đồ trong phái từng có được những người đi trước đã nói như vậy đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mà không chỉ một chiếc, tất cả điện thoại trong phòng đều đồng loạt đổ chuông. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Khuôn mặt bọn họ đột nhiên cứng đờ. Khốn thật đấy. Đó là một tin nhắn thử nghiệm từ nhóm nhân sự, thông báo về việc những người có năng lực trong từng phòng ban đều đã bị chuyển công tác. Hết chương 50. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Có bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.